Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 136 Viêm thác kéo được hai người vào sông liền nghỉ tay, để người khác tiếp tục thay hắn, việc bỏ trong dòng nước như vậy đã quá mệt mỏi. Hắn ngồi dựa vào vách tường, thở hồn hển, nhìn mọi người bận rộn ở cửa hang màn nước dày đặc như tường chắn cách âm mọi tiếng động ngoài tiếng nước khiến những người trong hang cảm giác cô độc người vào hang từng bước một có thể thấy quấn đầu quân được ưu tiên tôn chu và phùng mật vào sau viêm thác yên lặng đếm người chỉ còn lại nhấp cửu la hình thâm và dư dung chưa vào hắn không muốn nhấp cửu la là người cuối cùng vì người cuối cùng phải tự tay không mà bò ba người còn lại hình thâm vào đầu tiên bị nước sôi ướt như chuột lột rơi xuống đất run dày thông thường người vào liền tháo dây thừng để trên có thể thu hồi dùng tiếp nhưng viêm thác nhận thấy hình thâm không làm vậy mà kéo dây thừng vào viêm thác gấp gáp hỏi a la đâu hình thâm sừng sốt bọn họ không nói với ngươi sao anh ta tiếp khi dây thừng treo đến nửa chừng a la phát hiện có bạch đồng quỷ đang tới nên đi ngăn cản để tranh thủ thời gian cho chúng ta viêm thác biến sắc nàng một mình sao hình thâm trấn an nàng hiện đang trông đỡ cho mười mấy người chúng ta người đi cũng không giúp được ngược lại thêm phiền chính nàng phát huy sẽ tốt hơn mặc dù hiểu lý lẽ nhưng lo lắng khiến viêm thác chỉ cảm thấy đầu óc ong ong nhưng nàng làm sao xuống đây nàng biết đường vào hang không đang nói thì nghe tiếng nước chảy ào ào dư dùng bước vào tay không leo xuống sau khi buông dây thừng cho hình thâm khi chạm đất, Dư Dung nghe thấy viêm thác hỏi. Dư Dung lau nước lạnh trên mặt, biết, ta còn dặn nàng, xuống tây ta sẽ chặt khe để làm dấu cho nàng, nhưng không biết nàng có nghe được không? Chỉ còn cách chờ đợi. Hàng chục người chen chúc trong hang nhỏ này, môi tím tái vì lạnh, tiếng nước lớn không nghe thấy gì khác. Viêm thác đứng ngồi không yên, cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, nhưng khi nhìn ra ngoài, mới chỉ qua một hai phút có lẽ chỉ một giây sau, nhiếp cửu la sẽ tới. Hoặc có thể, nàng đang đại khai sát giới, bạch đồng quỷ đã thây ngã đầy đất. Lại có thể, viêm thắc nóng lòng, không dám nghĩ thêm, đúng lúc nghe đại đầu oán trách, đều do con đàn bà thúi này, đầu óc như đặt trên mông, chọn chỗ này đúng là tai hoa. Phùng mật cười lạnh, không nói. Dù sao hiện tạm an toàn, không nói chuyện cũng nhàn, lại nói, một địa kiêu đã rơi vào tay bọn họ, còn bày ra bộ dạng thanh cao gì. Đại đầu càng nghĩ càng giận, các ngươi không biết ở đây có Bạch Đồng Quỷ và Kiêu Quỷ sao? Cứ tưởng mình đủ may mắn không gặp phải, mẹ nó, đáng đời lần này các ngươi chết hết. Phùng Mật Nguyên cũng nóng tính, nhịn vài lần cũng không được, lúc đầu chỗ này không có. Đã nói rồi, bọn chúng là không được. Người bên cạnh cười châm chọc, a, à, bọn chúng không được, chúng ta tới lại gặp thật là trùng hợp. Viêm thác đột nhiên gọi, hình thâm. Hình thâm đang ngồi ở góc, nghe đại đầu và phùng mật cãi nhau như ruồi đánh trống, phiền chán. Không đề phòng tên mình bị gọi, a à. ta nhớ vừa đến, người thử gõ nhiễu vấn đầu khánh, còn bị dư dung chế diễu không có nhạc phù. Hình thâm không hiểu sao viêm thác nhắc lại chuyện này, đúng vậy. Người nói biết vị trí vui người tưởng, nhưng không tìm được nhạc phù, vì cổ nhân giấu kỹ hình thâm gật đầu phải nhạc phổ và nhiễu vấn đầu cờ dễ giấu nhưng nhiễu vấn đầu khánh là đại gia hỏa không đến mức không thấy hình thâm gật đầu nhiễu vấn đầu khánh chính là trung nhạc bày giữa vui người tượng viêm thác tiếp khe hắc bạch rộng lớn tiếng chuông dù lớn cũng có hạn ngươi dựa vào gì mà nghĩ kiêu quỷ nghe được dư dùng nghe như lạc trong xương không phải viêm thác ngươi nhàn sao hiện giờ, nhắc chuyện này có ý nghĩa sao? Viêm thác, có ý nghĩa. Dư dung không hiểu, không nói gì, đợi nghe tiếp. Hình thâm nói, quấn đầu quân ghi chép, nhiễu vấn đầu khánh dùng khánh thạch đặc biệt. Dậu dương tạp trở, ghi rằng, có khánh thạch, âm thanh xa trăm dặm, thanh âm không lớn, nhưng truyền xa. Vui người tượng địa thế và hình dạng lạ, giống loa khuếch trương âm thanh. Viêm thác, vậy ta hỏi, người mang vài người, đến sớm vài ngày nghiên cứu mượn âm binh không thể là qua loa vài ngày người có gõ thử nhiễu vấn đầu khánh trong khe hắc bạch không hình thâm giật mình có ý gì viêm thác ta nhớ lúc đại học cùng bạn đi chơi mật thất bỏ trốn có khi cần giải mã mã khóa chủ quán cho chuỗi nhắc nhở chúng ta dựa nhắc nhở đoán từng lần một điền mật mã có khi phải thử ba năm lần mới giải được người đến sớm vài ngày nghiên cứu vui người tượng nhắc nhở. Ta hỏi, người thử gõ chưa? Có khả năng, người gõ chúng. Hình thâm đỏ mặt, người có ý gì? Người nói bạch đồng quỷ và kêu quỷ lên là do ta dẫn ra. Phùng mật nghe mượn âm binh, hiểu chút, đương nhiên đứng về phía viêm thác, ta đã nói rồi. Bạch đồng quỷ ở dưới đất, kêu quỷ ở khe hắc bạch, tập trung âm, một bên, chưa từng vượt qua giản thủy, không có gì đột ngột xuất hiện dư dung kìm không được truy vấn hình thâm ngươi có gõ không nàng cảm thấy chắc là gõ vì khi đến hình thâm còn thử gõ nghe phiền muộn ngươi từng gõ đúng nhưng vì kiêu quỷ chưa xuất hiện ngươi tưởng nhầm nhạc phổ kỳ thật kiêu quỷ không xuất hiện có thể vì bị bạch đồng quỷ quản chế dù nghe kêu gọi cũng không xông lên phải nghe bạch đồng quỷ điều hành hình thâm tức giận các ngươi hoàn toàn phỏng đoán viêm thác giải thích Ta chỉ nghe phùng mật, nghĩ có khả năng. Kỳ thật hình thâm, này phù hợp kế hoạch ngươi, ngươi vẫn muốn mượn âm binh, nếu phỏng đoán đúng, mượn là thật, Lâm Hỉ Nhu cũng bị thương nặng, chỉ tình thế vượt khống chế chúng ta, nhiễu vấn đầu cờ, có cũng vô dụng, Bạch Đồng Quỷ ở, ngươi không thúc động được kiêu quỷ. Hình thâm giận dữ, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt lạ. Là... Mẹ nó, viêm khắc đáng hận, không chứng cứ nào, chỉ dựa phỏng đoán liền đổ nồi lên hắn. Gõ thử thật là gõ, không chỉ hắn, nhiễu vấn đầu khánh vui người tưởng chỉ hướng vị trí, cũng không thể nói bạch đồng quỷ vì thế lên, có thể là nguyên nhân khác. Viêm thác nhìn hình thâm, biết phỏng đoán lỗ mãng, nhưng lời đã nói, không thể thu lại. Hắn nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm 10 phút. 10 phút, bên ngoài chỉ n hiếp cửu la một người. Viêm thác không nhịn được, đứng dậy đi ra. Dư dung tưởng hắn không yên, đi ra ngoài vận động, thấy hắn leo ra, liền gọi lại, ngươi muốn làm gì? Viêm thắc nói, ta đi xem. Dư dung chưa kịp nói, đại đầu gấp, ngươi đừng, biết các ngươi là bạn thân, nhưng đừng làm bậy lúc này. Mọi người trốn đi, ngươi đi, vạn nhất bị phát hiện, lộ chúng ta làm sao? Những người khác cũng phụ hỏa, hình thâm yên lặng tính thời gian. Cách nhiếp cửu la phát sinh biến hóa, đã hơn một giờ nàng còn chống đỡ được hắn lạnh lùng nói thứ nhất người không thấy trong bóng đêm thứ hai sức chiến đấu người kém xa nhiếp nhị đi chỉ kéo chân sau nàng ta biết các ngươi thân thiết nhưng ta khuyên ngươi lý trí đem tình cảm thu lại viêm thác nén giận a à la một mình dù lợi hại song quyền nan địch tứ thủ ta không thể thả nàng liều mạng mình an tâm trốn đại đầu vội người không thể liên lụy mọi người thật khó có nơi ẩn thân viêm thác nhìn dư dung còn dây thừng không người thả ta xuống động ta bơi lên hẳn không lộ vị trí không liên lụy người khác mọi người không dị nghị phùng mật nhìn viêm thác khe khẽ thở dài nguyên lai hắn cùng a la quan hệ tốt như vậy nàng có chút ao ước cảm thấy mình nhìn người không tệ dư dung trầm mặc giúp hắn nốt dây nói nước sông rất gấp viêm thác nói không sao ta bơi rất tốt viêm thác cầm dây thừng một chân đạp xuống động dư dùng cố gắng lần nữa người ra ngoài nguy hiểm ta khó đối phó kiêu quỷ huống chi bạch đồng quỷ người đi nàng lại tới không phải ô long sao hoặc ngươi ngồi chờ viêm thác nắm dây thừng lưng đã ngâm trong nước hắn nói người không hiểu thật ngồi không yên trong động mọi người có thể ngồi yên vì nhiếp cửu la với họ là người lạ, hoặc bạn bè, không như hắn. Nhiếp cửu la lúc dư dung thả dây, phát hiện đội bạch đồng quỷ. Nàng đứng cao, thấy rõ, ba, bốn bạch đồng quỷ, mang bảy, tám kiêu quỷ, chạy tới. Hoặc chặn giết, hoặc tách ra, nàng ánh mắt siết chặt, liền tung, hình thâm thấy, chỉ thị phương vị, đó, đó, ta để dư dung làm ký hiệu. Nhếp cửu la gật đầu, cảm thấy mình không gì làm không được, nói bảo hộ đồng đội mạo hiểm, còn vì tìm huy sái sân khấu. Sông trước vài cái tung rơi, thấy nhanh ngập, trong trận hai mũi tên dây thừng, từ đuôi tới đầu, bắn tới. Chiều này, bạch đồng quỷ trói người, thích dùng dây thừng đị y chất liệu, mũi tên đồng sắt không rõ. Không quan trọng, hai mũi tên gần như đồng thời, nhấp cửu la phi thân, giữa không trung khoanh tay, quấn hai dây vào lòng bàn tay hùng hăng kéo. Một đối hai, dây thừng căng cứng, hai bạch đồng quỷ đứng không vững, lảo đảo, trầm ổn hạ bàn. Nhếp cửu la cười lạnh, đấu sức sao? Nàng tăng lực, hai bạch đồng quỷ sắp không trông đỡ nổi, đột nhiên buông tay, cả người mượn lực, phi thân xuống, không đợi phản ứng, chỉ thủ đâm thẳng ít hầu, xoáy nửa vòng, nhổ ra. Bạch đồng quỷ không đổ ngay, đứng thẳng, lung lay, mới đổ mặt xuống nơi xa quỷ quyệt thanh tuyến, mấy bạch đồng quỷ hưng phấn, lùi lại, miệng phát ra tiếng. Đây là, tới giúp đỡ. Nhếp cửu la không đuổi, nàng sông lên cao đóa vòng mắt tứ phương. Lại hai đổi, từ hướng khác, đội vặn vẹo thành S, thêm hiện hữu đổi, như ba cạnh boomerang, hướng lăng tâm tới. Cần có, ba bốn mươi hào. Nhếp cửu la cất bước, mắt hoa, bắp chân mềm nhũn giật mình, may là còn ổn định thân thể. Không thể nào, thể lực như có chút hư tổn, thời gian lâu. Hình thâm vang bên tai. Quá thời gian, rất có thể chậm không đến, sẽ điên. Chương 137. Khi đối địch, không nên nghĩ đến những điều làm mất tinh thần mình. Nhiếp Cửu La bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Đội phía sau không rút xa, hai đội mới tới cũng không quá gần, tổng thể vẫn ở khoảng cách không xa nàng đây là một vòng bao vây ba mặt sao? Lòng bàn tay nhấp cửu la đẫm mồ hôi, dù có tự tin đánh bại nhiều kẻ địch, nhưng số lượng này thì phần thắng gần như không có. Vậy phải tranh thủ thời gian, hạ gục được bao nhiêu thì hạ, tránh tình thế đảo ngược, mình chỉ có thể làm mồi cho kẻ khác. Nàng nuốt nước bọt, chuẩn bị tấn công trước, thì bỗng nghe tiếng nói lạ lùng xung quanh. Giọng nói quỷ dị này trước đây nàng đã nghe qua vài lần, không hiểu rõ nhưng đại khái là một cách giao tiếp và gọi nhau. Bạch đồng quỷ có thể phát ra tiếng, chỉ là sống lâu trong lòng đất, nên âm thanh và cách phát ra của chúng đã thay đổi. Cộng thêm như Lâm Hỷ Nhu nói, chúng không nói tiếng phổ thông. Hiện tại chúng đang làm gì, tìm cách đối phó với nàng. Thật là coi trọng nàng quá, nhếp cửu la thậm chí còn có chút kiêu ngạo, nàng một mình mà khiến bọn chúng phải chuẩn bị kỹ càng như vậy. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nàng có ý tưởng. Nhiều bạch đồng quỷ thế này, chẳng lẽ không có thủ lĩnh sao? Tục ngữ có câu, bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, nếu nàng có thể hạ gục thủ lĩnh, có lẽ sẽ đảo ngược được tình thế. Tim nhấp cửu la đập nhanh, nàng nhanh chóng quét mắt nhìn khắp nơi, trang phục của bạch đồng quỷ không khác nhau nhiều, không thể phân biệt được thủ lĩnh, nhưng nàng để ý thấy có hai đội bạch đồng quỷ nhìn về phía đội thứ ba giống như khi lãnh đạo trên sân khấu phát biểu người nghe dù đứng ở đâu cũng sẽ nhìn về phía đài chính rất tốt nếu có thủ lĩnh chắc chắn ở đội thứ ba tìm nhếp cửu la càng đập nhanh đội thứ ba có bốn bạch đồng quỷ tám kiêu quỷ kiêu quỷ là lính không cần quan tâm trong bốn bạch đồng quỷ có hai cái tóc bạc hai cái tóc đen dù xa nàng vẫn thấy được trong đó có một người là phụ nữ không thể sai được, nam nữ khác biệt rất rõ, mà người phụ nữ này có tư thái yểu điệu, vai nhỏ mỏng manh, không có vẻ già nua. Nếu là phụ nữ, bạch đồng quỳ từ thời tần truyền hóa mà thành, thời đó nam tôn nữ ti, phụ nữ khó vào quân đội, chẳng lẽ người này là được chiêu mộ tại chỗ? Đang suy nghĩ, bỗng người phụ nữ đó giơ tay lên. Cuộc tấn công bắt đầu, âm thanh xe gió, bảy tám mũi tên có dây thừng dài bay về phía nàng lúc này chỉ có thể né tránh nhấp cửu la nhún chân thân thể xoay vòng trên không khóe mắt nhìn thấy không phải tất cả lực lượng đều đối phó với nàng các đội chia người đi tìm hình thâm và nhóm của hắn nàng lập tức xác định ba điều chúng đúng là đang giao tiếp biết tình huống bên này biết nàng còn đồng bọn nên phân người đi tìm hình thâm và nhóm của hắn muốn một mẻ hốt gọn người phụ nữ kia chắc chắn là thủ lĩnh Bạch đồng quỷ trước đó chỉ trói người, đả thương người, không giết người. Nhưng bây giờ vì nàng đã nhiều lần đâm bạch đồng quỷ, chúng muốn giết nàng, nếu không, sẽ không bắn ra bảy tám mũi tên dây thừng cùng lúc. Nàng không tránh được, mũi tên dây thừng không trúng mục tiêu, hai mũi tên còn va vào nhau, tóe lửa. Nhếp cửu la chợt nảy ra ý tưởng, khi rơi xuống, đao chuyển sang tay trái, tay phải vòng lấy dây thừng, quấn lại thành một mớ, Thật ra dây buộc khá qua loa, nhưng dây thừng từ nhiều hướng quấn vào nhau, mũi tên cắm xuống tự nhiên bị buộc chặt. Khi đầu dây thừng bị kéo mạnh, nó tạo thành một mạng lưới dây thừng. Nhếp cửu la nắm dây thừng, bật lên, lao nhanh về phía đội thứ ba của bạch đồng quỷ. Trên đường còn dẫm lên dây thừng mượn lực, hai bạch đồng quỷ kéo dây thừng thấy không ổn, lập tức buông tay. Nhưng đã quá muộn, nhếp cửu la lao tới quá nhanh, nàng bấm cơ quan trên chuôi đao, một lưỡi đao tách ra thành hai, phi thân qua giữa hai bạch đồng quỷ, hai tay vung đao mạnh. Dù là đâm vào cổ hay mắt, nàng không quan tâm, chỉ cần gây trọng thương là đủ. Nhếp cửu la không thèm nhìn, rơi xuống đất, lưỡi đao còn vung máu, mượn lực lao thẳng tới trước. Vẫn là câu nói kia, bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, nàng muốn giữ vững tinh thần, hạ gục người phụ nữ đó trước. Nhưng tiếc thay, người phụ nữ đó lùi lại một bước, nàng thấy bóng dáng lắc lư, rồi bị che khuất, kiêu quỷ xông lên, hai đội bạch đồng quỷ và kiêu quỷ khác cũng xông lên. Nhếp cửu la thở dài. Ban đầu nàng muốn đi đường tắt, một lần hạ gục kẻ địch chính. Giờ thì phải dùng sức, chiến đấu đến cùng. Nàng quyết định chắc chắn, giơ đao, chém về phía kiêu quỷ gần nhất. Phong hỏa đài, trận chiến đã kết thúc, người đi, chỉ còn lại vài kẻ bị bỏ lại, ánh đèn pin chiếu sáng yếu ớt phản chiếu lên cảnh tĩnh lặng lạ thường. Nơi hẻo lánh trồng chất bụi đất khẽ nhúc nhích, vô số hạt cát nhỏ rơi xuống. Sau một lát, có người từ dưới bụi đất ngồi dậy, bụi bặm bay tư tán, ánh đèn pin càng thêm mờ mịt. Lâm hỉ Nhu cố nén ho, phẩy bụi khói miệng mũi. Xung quanh yên tĩnh, người hay quỷ đều đã đi, nàng cuối cùng cũng trụ lại được. Ngực đau nhói, Lâm Hỉ Nhu thở dài, lấy đèn pin chiếu khắp nơi. Phùng Mật đã dẫn người đi giàn thủy, nàng không thể đi theo, phải trở lại mặt đất. Nghỉ một lúc, Lâm Hỉ Nhu vịn tường đứng dậy, ra ngoài, cẩn thận chiếu đèn pin khắp nơi. Đất ngã đầy người tưởng không có xác chết la liệt như nàng tưởng, có lẽ đã được dọn đi. Đang nghĩ vậy, ánh đèn pin chợt chiếu vào một bộ thi thể đẫm máu. Lâm Hỉ Nhu tê tái, cảnh tượng quá khủng khiếp trận chiến vừa rồi hẳn rất ác liệt trốn đi là đúng đến giản thủy thì cơ hội sống rất thấp tiếc là phùng mật đã hy sinh trong lòng nàng cay đắng rồi lại lạnh lùng đây là hy sinh cần thiết phùng mật sẽ hiểu lầm hỉ nhu nhịn đau vượt qua tàn tường đi ra ngoài một hai bước chợt nhớ tới điều gì cơ thể cứng đờ rồi chậm rãi quay lại đèn pin chiếu vào bộ thi thể kia thi thể này không giống người trưởng thành. Quấn đầu quân giết bạch đồng quỷ hoặc kiêu quỷ, không thể nào khiến thi thể bị tàn phá đến mức này. Miệng nàng khẽ nhếch, chân trừ tiến lại gần, đèn pin rung động dữ rồi. Thi thể bị gặm cắn không còn hình dạng, nhưng nàng thấy một mảnh vải xé từ quần áo. Nếu nhớ không lầm, hình thâm đã cho châu châu mặc quần áo, quần áo của trẻ con. Thi thể này là của châu châu. Trong đầu lâm hì nhu vang lên tiếng trống, mảng nhĩ như bị gõ mạnh, ích ương sọ như bị cào xé. Châu châu, nhìn thi thể đẫm máu này, nàng nhớ lại nhiều chuyện. Nhớ lúc bị ép vượt giàn thủy, nhớ lúc đẩy châu châu ra làm mồi, nhớ châu châu điên cuồng công kích nàng, rồi bị hùng hắc đá văng. Nàng chưa từng tìm nó, cũng không vội thay thế nó, luôn nghĩ còn thời gian, còn việc quan trọng hơn. Đợi xong mọi việc, sẽ tìm lại nó, để nó sống yên bình vài ngày. Châu Châu chết rồi sao? Quan hệ phức tạp giữa nàng và nó, cứ thế mà kết thúc. Lâm Hỷ Nhu cắn chặt môi, sau một lúc, nàng quỳ xuống, cởi áo trải ra, quấn thi thể vào, rồi buộc thành một cái bao kỳ dị. Nàng muốn mang Châu Châu ra ngoài, ghi nhớ mối thù này, mang thi thể này để nhắc nhở mình, đã trả giá nhiều thế, không thể thua. Lâm Hỷ Nhu đeo bao lên vai, đứng dậy đi ra ngoài bao không nặng, nếu châu châu lớn bình thường, xương của nó không nhẹ như thế. Mắt Lâm Hỉ Nhu đỏ ngầu, từng bước tiến ra. Nàng tự nhắc mình, đi thẳng, đừng dừng lại, cũng không được ngã. Trên tay nàng có một tượng nữ oa, với nó, nàng sẽ có cái thứ hai, thứ ba như hùng hắc và phùng mật, mọi thứ sẽ từ đầu, với kinh nghiệm này, nàng sẽ mạnh hơn. Lúc này, sau lưng bỗng có tiếng cười khúc khích. Lâm Hỉ Nhu như bị điện giật, quay phát lại, đèn pin chiếu sau lưng, ai? Không có ai, sau lưng trống rỗng. Cẩn thận lắng nghe, tiếng cười ngắn và trong trèo, giống tiếng cười của một bé gái, nhưng rất nhẹ, rất xa, như từ âm phù. Lầm hỉ nhu dùng mình, đứng yên một lúc, rồi quay lại, tiếp tục đi. Sau lưng rất yên tĩnh, không có tiếng bước chân, nhưng nàng luôn cảm thấy có người theo. Đi thêm một đoạn, nàng đột nhiên quay lại vẫn không có ai, xung quanh yên lặng tuyệt đối, gió cũng ngừng. Lâm Hỷ Nhu thở phào, cảm thấy mình tưởng tượng quá nhiều, trải qua biến cố liên tiếp, gặp cảnh tượng kinh khủng, tinh thần bị kích thích. Nàng lau mồ hôi trên chán, đi tiếp. Đi được một đoạn, cảm giác góc áo bị kéo lại xuất hiện, Lâm Hỷ Nhu ban đầu không để ý, nàng mặc áo rộng, đeo châu châu, có thể bị vướng. Nhưng chỉ sau vài giây, Cảm giác kéo lại đến lần nữa. Lâm Hỉ Nhu đột một dừng lại, tim đập mạnh như muốn bật ra khói lồng ngực. Nàng rất chậm rãi quay đầu nhìn sang trái. Có một bé gái chừng 4 năm tuổi, chân trần, đang nắm góc áo nàng, đi bên cạnh nàng. Cảm thấy nàng dừng lại, bé gái ngẩng đầu nhìn nàng. Bé gái rất xinh, khuôn mặt tròn trịa, tóc búi hai bên vai, nhưng đôi mắt trắng toát lầm hỉ nhu như bị xét đánh lùi lại hai bước gương mặt bé gái khiến nàng nhớ tới một người cùng khuôn mặt cùng thần thái nàng ngập ngừng nói tâm tâm viêm thác muội muội viêm tâm năm đó nàng ném viêm tâm vào khe hắc bạch tâm tâm đuổi theo khóc nắm góc áo nàng gào khóc gì gì con nghe lời không muốn bị bỏ rơi viêm tâm cười mở miệng giọng nói quái dị nhưng Lâm Hỷ Nhu hiểu được. Viêm tâm nói, ta nhớ ngươi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 138. Lâm Hỷ Nhu dùng mình và lùi lại một bước mà không hề hay biết. Cô không hề sợ hãi, sau nhiều năm trải qua bao sóng gió, cảm giác sợ hãi đã trở nên vô nghĩa. Cô chỉ thấy một chút bối rối, vì cảnh tượng này như một định mệnh, khi quay đầu rời đi. Cô không bao giờ ngờ rằng sẽ còn có hậu chuyện. Viêm tâm nhận ra cô, điều này không lạ. Trẻ con thường ghi nhớ những điều quan trọng và gương mặt của cô chưa bao giờ thay đổi. Lâm hỉ Nhu tự nhắc nhở mình rằng, dù viêm tâm vẫn mang dáng vẻ của một cô bé, nhưng bên trong cơ thể đó đã là một người trưởng thành. Đã 20 năm trôi qua, viêm tâm nhìn cô với vẻ mặt thân thiện, cô bé thừa hưởng gương mặt của mẹ, ngay cả khi không cười cũng trông như đang mỉm cười ta nhận ra người ngay từ cách nhìn đầu tiên người không thể thoát khói ta ta đã chờ đợi lầm hỉ nhu kinh ngạc trong đầu lóe lên một ý nghĩ viêm tâm có thể nói chuyện dù cô bé bị bỏ rơi lúc biết nói nhưng suốt những năm qua không nói chuyện năng lực ngôn ngữ cũng đang lẽ đã suy giảm vậy mà cô bé vẫn có thể tổ chức ngôn từ dù phát âm không rõ ràng thiếu từ ngữ cần thời gian để phản ứng nhưng vẫn có thể truyền đạt ý nghĩa có phải dưới lòng đất này có ai đó đã nói chuyện với cô bé dạy cô bé nói chuyện hơn nữa viêm tâm nói rằng nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên lầm hỉ nhu cảm thấy lạnh buốt không có gì lạ khi không thể thoát khói viêm tâm đã nhận ra cô từ lâu chú ý đến cô trong cuộc hỗn chiến sau đó cô đã lừa được quấn đầu quân và viêm thác nhưng không thể lừa được viêm tâm rõ ràng thiếu một người nữ nhân đó sao lại không có ở đây cho nên, Tâm không đi, mà lặng lẽ núp gần đó, cuối cùng chờ đợi cô. Lâm Hỉ Nhu cổ họng khô khốc, "Ngươi muốn gì?" Viêm Tâm nói, "Mama nói, ngươi là nữ nhân xấu, thấy ngươi, phải mang đến gặp bà." "Thật là gặp quỷ, Viêm Tâm làm sao có mama? Mama của cô bé đã rành người chết sống lại, nằm ở trại an dưỡng chừng 20 năm." Cơ mặt của Lâm Hỉ Nhu co giật, cười gượng gạo. Cô nói chưa dứt lời, đã vung bao quần áo trên vai về phía viêm tâm, sau đó không để ý xem có đập chúng không, quay đầu chạy thật nhanh. Nếu có thể thoát khói con thú nhỏ này thì tốt. Nhưng viêm tâm quá nhanh, tốc độ của bạch đồng quỷ vốn đã đáng sợ, cô bé lại trẻ khóe, càng mau lẹ hơn. Lầm hỉ Nhu mới chạy tầm 10 bước, đã thấy hoa mắt, nếu không kịp dừng lại, thật sự có thể đụng vào viêm tâm. Viêm tâm chặn trước mặt cô, tay thả lỏng bên hông, móng tay sắc nhọn ánh lên, cô bé đợi dưới lòng đất không lâu, răng không biến thành nhọn, dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng móng tay đã đủ sắc nhọn, khi ăn thịt sẽ dùng móng tay xé nát con mồi từng chút một, đưa vào miệng. Cô bé giọng the thế, thấy mama. Lâm Hỉ ngu nắm chặt đèn pin, đập mạnh vào đầu cô bé, gặp ngươi đầu. Không trúng, viêm tâm quá nhanh, né tránh dễ dàng nhưng hành động này rõ ràng đã chọc giận cô bé. Cô bé kêu lên, không biết đang nói gì, có thể là tiếng kêu của bạch đồng quỷ, âm thanh the thế vang lên. Lâm Hỷ Nhu thông minh đột xuất, bật đèn pin ở độ sáng lớn nhất, lắc mạnh vào mắt viêm tâm. Viêm tâm chưa từng thấy đèn pin, trước ánh sáng mạnh, thiếu kinh nghiệm, nghĩ đó là gì đó đáng sợ, liền bước lui lại. Lợi dụng cơ hội, Lâm Hỷ Nhu lầm tưởng thời cơ nhanh chóng trèo lên gò cao gần đó, phóng chạy. Gió rít bên tai, không biết là gió thật hay do tốc độ quá nhanh, Lâm Hỷ Nhu không dám quay đầu lại, tốc độ khác biệt rõ ràng, thoát khói viêm tâm là điều quá khó, phải tìm cách. Đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên trầm xuống, hai vai nhói đau, viêm tâm đã nhảy lên lưng cô, móng tay cắm sâu vào vai, giọng sắc nhọn và âm u, thấy mẹ ta. Giờ khắc này, lâm hỷ nhu vừa vượt lên một đống đất bị viêm tâm lay mạnh xuống đất lăn lóc trên mặt đất đèn pin rơi xuống bên cạnh rất tốt viêm tâm bắt được cô điều này có nghĩa là viêm tâm tạm thời mất ưu thế tốc độ lâm hỷ nhu cắn răng bắt lấy chân viêm tâm dùng hết sức lực quăng mạnh cô bé vào tảng đá bên cạnh nếu có thể đập vỡ đầu cô bé thì tốt nhưng viêm tâm phản ứng nhanh vừa chạm mặt đá móng tay đã bám chặt đào vào mặt đá ngừng đà lao tới đạp mạnh vào mặt đá bắn về phía lâm hỉ nhu lâm hỉ nhu không kịp chuẩn bị bị viêm tâm đâm ngã ngửa cô bé nắm chặt tóc cô đập đầu cô xuống đất từng cái mặt biến dạng giọng lạnh lùng thấy mẹ ta lâm hỉ nhu bị đập đến mờ mịt trong thoáng chốc thấy hình ảnh mình trên giường ở trại an dưỡng cô từ từ ngồi dậy khuôn mặt khô quát nở nụ cười giãn ra viêm thác bơi rất tốt nhưng phần lớn là ở hồ bơi và trong nước sông bình lặng chưa từng thử sức trong dòng nước chảy xiết vừa vào nước anh hoàn toàn mất kiểm soát bị dòng nước cuốn đi suýt nữa lộn ngược cố gắng giữ thăng bằng nhưng không chạm được bờ mấy lần cố vươn tay nhưng bị dòng nước đẩy đi viêm thác lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh nước ngầm lạnh buốt ngâm lâu sẽ mất nhiệt không bò lên bờ được chỉ cần lơ là sẽ kiệt sức đừng để hình thâm nói đúng Lần này ra ngoài không phải để gây sự, mà là tìm chết. Đang cố gắng bơi, bất ngờ nhìn thấy trên cao có vài đôi mắt trắng xóa. Bạch Đồng Quỷ đến rồi. Viêm Thác hoảng hốt, dù mình đã che đèn pin dưới thân, cố gắng không để ánh sáng lọt ra, nhưng Bạch Đồng Quỷ ở trên cao nhìn xuống, chắc chắn sẽ thấy mình. Đúng là xui xẻo, vừa ra ngoài đã rơi vào miệng cọp. Đang suy nghĩ, trên cao vang lên tiếng động không cần nhìn cũng biết là mũi tên có dây thừng đã bắn tới. Viêm thác thả lòng người, lợi dụng lực đẩy của dòng nước né tránh mũi tên, mũi tên không trúng, đụng vào dòng nước trước mặt, rồi nhanh chóng bị thu về. Viêm thác chợt nghĩ, lên bờ khó khăn như vậy, tại sao không dựa vào dây thừng để kéo mình lên? Bạch đồng quỷ chỉ muốn trói người, không giết người, cứ để bị bắt trước, rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng phải để mình bị thương trước, bạch đồng quỳ rất nhạy cảm với mùi máu không có máu sẽ không thể qua được chân không thể bị thương chân phế sẽ không chạy được cánh tay cũng không được dây thường xuyên qua cánh tay sẽ gây đau đớn không đủ lực kéo mũi tên thứ hai tới rất nhanh viêm thác nghe tiếng mũi tên dựa vào ánh sáng của đèn pin để xác định phương hướng rồi đưa vai trái ra đỡ kêu đau rồi lặn xuống nước ngậm chặt dây thừng nhanh chóng quấn dây thừng quanh vai và cánh tay đồng thời nắm chặt dây thừng như vậy khi bạch đồng quỷ kéo dây thừng vết thương sẽ không quá đau đớn dây thừng kéo mạnh viêm thác rời khói nước nhưng không bị kéo bay lên bờ ngay đầu tiên thân thể đập vào vách nước sau đó mới lên được đất viêm thác vừa rơi xuống đất đã giả vờ chết bụng phồng lên như uống no nước bên môi còn chảy nước một con bạch đồng quỷ giơ chân dẫm mạnh vào bụng anh viêm thác bị đạp phun nước ra rồi lại nhắm mắt tiếp tục giả chết anh cảm nhận được mấy con bạch đồng quỷ đang bàn luận gì đó nhưng không hiểu sau một lúc cảm thấy mắt cá chân đau nhói là một con bạch đồng quỷ kéo anh đi vết thương ở vai nặng hơn nhưng mắt cá chân bị cào rách không quá đau viêm thác lo lắng bị địa kiêu cào có nguy cơ hóa thú bị bạch đồng quỷ cào thì sao có lẽ vì đều là người nên không có gì nghiêm trọng anh nhắm mắt, cảm nhận thân thể bị kéo, đầu va chạm đau đớn, trên đường trộm mở mắt nhìn, nhưng không thấy rõ Bạch Đồng Quỷ muốn đưa anh đi đâu, chỉ biết phương hướng là rời xa dòng nước. Cũng tốt, chỉ cần không vào khe hắc bạch là được. Không biết trải qua bao lâu, tiếng ồn ào xung quanh dần nhiều lên, bầu không khí trở nên căng thẳng, như từ chỗ yên tĩnh chuyển sang trận chiến kịch liệt, Viêm Thác lo lắng, định mở mắt nhìn tình hình nhưng con bạch đồng quỷ níu chân anh đột nhiên buông tay nhảy ra xa ngay sau đó có thứ gì đó nặng nề đập vào viêm thác khiến anh đau đớn lăn lộn suýt hộp máu đó là đầu của một con kiêu quỷ đụng vào anh rồi lăn mấy vòng nằm co quắp ôm bụng đẫm máu kêu đau thì ra bạch đồng quỷ bị gặp chuyện ngoài ý muốn viêm thác nhanh chóng nhìn xung quanh ánh sáng của đèn pin không chiếu xa được quỷ ảnh lắc lư trong bóng tối nhưng anh vẫn nhận ra nhiếp cửu la, đầu kiêu quỷ kia chắc là bị cô đánh bại. Nhưng cô không còn mạnh mẽ như lúc đầu, viêm thác thấy cô lùi lại hai bước, thở dốc, đưa tay vuốt chán. Nhưng trong chốc lát, lại có mấy thân hình lao tới cô. Viêm thác run rẩy, cảm thấy nhiếp cửu la không thể chống đỡ lâu. Đây là chiến thuật xa luân, người khác chiến một vòng rồi nghỉ, còn cô phải chiến liên tục, không bị giết cũng bị kiệt sức. Anh muốn lập tức đi hỗ trợ, nhưng phải kiên nhẫn tìm thời cơ thích hợp nhất. Còn Bạch Đồng Quỷ kéo anh tiếp tục đi, lần này không kéo chân mà nắm cổ áo kéo đi, Viêm Thác không phản kháng, tay phải lén nắm dây thừng. Lần này, không đi xa, chỉ từ một trận đấu kéo đến bên kia. Viêm Thác rên rỉ, giả vờ sắp tỉnh dậy, mắt nửa mở, thấy có bảy tám người đứng quanh, có Bạch Đồng Quỷ, cũng có Kiêu Quỷ, như đang xem chiến. Một con bạch đồng quỷ cúi xuống nhìn anh, vỗ vỗ mặt anh. Viêm Thác chưa quyết định tiếp tục giả vờ hay tỉnh dậy, chợt nghe một giọng nữ khàn khàn, "Đồng bạn của ngươi, giấu đâu rồi?" Có gì đó không đúng. Tiếp theo, Viêm Thác nhận ra, đây là tiếng người nói chuyện. Lần đầu tiên anh tiếp xúc với bạch đồng quỷ có thể nói chuyện. Không phải nói, bọn chúng dùng cổ ngữ sao? Viêm Thác chậm rãi mở to mắt. Nữ nhân này mặt cách anh rất gần, mắt trắng xóa, nhưng không có khuếch trương đồng tử, không lật mắt, trông giống người hơn, như một thiếu nữ thanh tú. Bạch đồng quỷ kéo anh gặp nữ nhân này, địa vị cô ta chắc không tầm thường. Viêm thác lòng căng thẳng, mắt đăm đăm, giả vờ ngất, miệng thì thào, có đầu đường. Đống đất có đầu đường. Nữ nhân kia nghe không hiểu, xích lại gần, cái gì? Nhanh như chớp, viêm thác quát lớn, tay kéo dây thừng nhanh chóng thòng lọng vào cổ nữ nhân ôm cô lăn xuống đất lưng dựa đất kéo mạnh dây thừng quát dừng lại tất cả dừng lại anh kéo mạnh nữ nhân kia run rẩy hai mắt trợn lên kêu thét dài viêm thác không quan tâm chết thì cùng chết dù nữ nhân này xé anh ra từng mảnh chỉ cần anh chết không buông tay cô ta cũng không thoát chiến cuộc thật sự ngừng nhếp cửu la cũng kiệt sức dù còn chiến đấu được nhưng trên người đã đầy vết thương cô không chú ý đến động tĩnh bên ngoài chợt thấy vây công lui lại không hiểu nghe viêm thác gọi a la tới mau tới viêm thác nhiếp cửu la vui mừng định bước tới nhưng mắt hoa lên lần này mê muội như mặt đất chập trùng lảo đảo ngã xuống viêm thác lo lắng phải chú ý nhiếp cửu la kiềm chế nữ nhân kia cảnh giác bạch đồng quỷ xung quanh ba mặt phân tâm đành phải lùi lại siết chặt dây thừng, đe dọa, lùi lại, cút xa một chút. Đối phương không hiểu nhưng nhìn thái độ thì hiểu, trần chờ không tiến lên. Nhấp cửu la thở dốc đứng lên, vừa bước vài bước về phía viêm thác, mặt biến sắc, kêu to, cẩn thận. Có gì đó phía sau? Viêm thác run rẩy, chưa kịp quay đầu, nghe một tiếng ma ma, rồi lưng bị đâm mạnh, ngã xuống đất cùng nữ nhân. Nữ nhân kia cổ được giải thoát, xoay người ngồi dậy, bấm tay, móng tay sắc nhọn cắm vào mặt Viêm Thác. Chương 139. Viêm Thác trong lòng biết không ổn, vội vã nghiêng đầu sang một bên, tay của người phụ nữ kia lướt qua mặt hắn, để lại vài vết xước sâu, rồi cắm thẳng vào đất. Không thể để người phụ nữ này thoát thân, đây là cơ hội duy nhất để giữ một con tin hiệu quả, nếu để nàng thoát, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng tất cả bạch đồng quỷ và kiêu quỷ sẽ cùng nhau xông lên và xé xác hắn cùng nhiếp cửu la thanh mảnh nhỏ. Viêm thác lo lắng đến đỏ mắt, a à la, giữ chặt lấy nàng. Chưa nói dứt lời, hắn đã bổ nhào tới, không cần tính toán hay nghĩ ngợi, chỉ ôm chặt lấy eo của người phụ nữ kia và đẩy nàng ngã xuống đất. Người phụ nữ kia giận dữ, vung một trào từ phía sau lưng viêm thác. Viêm thác cảm nhận được sự sắc bén của móng vuốt bạch đồng quỷ, như thể có một lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt hắn, làm hắn cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tùy. Hắn cắn chặt răng và dùng hết sức để giữ chặt lấy người phụ nữ này. Lực cánh tay của viêm thác vốn đã mạnh mẽ, nay lại thêm sự quyết tâm tuyệt vọng, người phụ nữ kia bị siết chặt, không thở nổi, điên cuồng vung tay móng vuốt loạn xạ trên lưng hắn. Nhấp cửu la, sau khi nghe viêm thác hét lên giữ chặt lấy nàng, liền lao tới ban đầu định phối hợp với viêm thác để khống chế người phụ nữ kia nhưng chưa kịp tới nơi đã bị viêm tâm vọt tới và đẩy ngã thật trùng hợp cú đẩy đó khiến nhiếp cửu la ngã ngay bên cạnh viêm thác nhiếp cửu la nhìn thấy người phụ nữ kia đang điên cuồng và thấy lưng viêm thác bị cào rách nát dù thể lực đã bắt đầu cạn kiệt nhưng sức mạnh ngoan cường vẫn còn máu nóng bốc lên nàng hét lớn một tiếng và lao vào người phụ nữ kia đập mạnh nàng ngã ngửa xuống đất rồi dùng tay trái phải khống chế đầu của người phụ nữ định xé toạc ra nàng không quan tâm gì đến việc khống chế lúc này chỉ muốn lấy mạng người phụ nữ này người phụ nữ kia nhìn thẳng vào mắt nàng nhếp cửu la sững sờ nàng thấy gương mặt này rất quen thuộc mặc dù đôi mắt trắng đáng sợ nhưng cảm giác đã từng quen biết Nhiếp cửu la không nhận ra được nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc tay nàng bỗng nhiên khựng lại, miệng vô thức thì thầm, mẹ. Trong tình huống sống chết, đối đầu với cường địch, không được phép trần chừ, mỗi giây mỗi phút đều quyết định kết cục trận chiến. Người phụ nữ kia nhận thấy cơ hội, hét lên một tiếng, móng vuốt nắm vào ít hầu của nhấp cửu la, kéo mạnh một cái. Viêm thác khó khăn đứng dậy. Hắn thấy nhấp cửu la đưa lưng về phía mình, đang dạng chân trên người phụ nữ kia, hai tay khống chế đầu người phụ nữ thấy thế nào cũng giống như nhiếp cửu la đã chế ngự được người phụ nữ. Nhưng một giây sau, người phụ nữ kia ngồi dậy, vung tay đẩy nhiếp cửu la ra. Thân thể nhiếp cửu la mềm nhũn ngã xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Một linh cảm không lành lóe lên trong đầu, viêm thắc cảm thấy như mình bị đổ nước đá, nhưng vẫn hy vọng rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra. nhiếp cửu la chỉ mới vài giây trước còn khóe mạnh, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã gặp chuyện rồi hắn thấy nhiếp cửu la nằm trên mặt đất thở dốc cổ họng có một vết thương lớn đang chảy máu đen không thể nào điều này không thể nào viêm thác gần như bò quỳ muốn nói gì đó nhưng mắt đã mở đi hoàn toàn hắn vươn tay gần như vụng về che vết thương của nhiếp cửu la a la máu ấm trào ra khắp tay hắn tràn ra khói những món tay đang cố gắng nắm chặt thân thể nhiếp cửu la run rẩy mắt nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng không thành lời, như muốn cười với hắn, nhưng máu tràn ra làm bẩn khóe môi, che lấp nụ cười. Viêm thác cảm thấy mình như tan biến, nước mắt trào ra, nghẹn ngào gọi, a la, cố lên một chút, ta sẽ tìm bác sĩ ngay, người kiên trì, ngàn vạn kiên trì một chút nữa. Nói đến cuối, hắn khóc giống nghẹn ngào. Ngón tay nhấp cửu la nhúc nhích, muốn nắm lấy góc áo của viêm thác, nhưng không còn đủ sức toàn thân nàng dường như đang dồn hết sức lực cuối cùng vào hầu miệng. Nàng nhìn lên trời, chỗ này không có trời. Tầm mắt dần dần tối lại, trong thoáng chốc có ánh sáng dịu dàng khắp lên, vô số ngôi sao tư tán, kéo theo quang vĩ rực rỡ. Đều là tinh tú của nàng, cả đời nàng, tất cả đều rơi xuống vào lúc này. Người phụ nữ kia làm thủ thế, ngăn tất cả những kẻ sắp sông lên, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Trong tay phải của nàng, một sợi dây nhỏ đang vung vẩy giữa máu thịt. Người phụ nữ nghi hoặc nhìn sợi dây, rồi nhìn Viêm Thác và cuối cùng nhìn Nhiếp Cửu La. Nàng tiến một bước, hỏi Viêm Thác, "Nàng tên gì?" Viêm Thác không nghe thấy, chỉ nhìn tay mình đầy máu, Nhiếp Cửu La nằm đó, yên lặng như đang ngủ. Tất cả xảy ra quá nhanh, Viêm Thác cảm thấy như đang mơ. Đây có phải là mộng? Hoặc là hắn sắp chết? mọi thứ chỉ là ảo giác. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm. Một giây sau, đầu hắn bị kéo mạnh, người phụ nữ nắm tóc hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào nàng, nàng họ gì. Viêm thác nhìn nàng, rồi nhìn bạch đồng quỷ bên cạnh nàng. Giống như tâm tâm, khuôn mặt, mũi, miệng, tất cả đều giống. Nhìn xa xa, kia là lâm hỉ nhu. Giấc mơ này thật đủ đầy, ai cũng đến, Hắn lẩm bẩm, "Họ nhiếp." "Nhiếp cái gì?" "Nhiếp Cửu La." Người phụ nữ thở phào, buông tay, "Không phải. Không có gì nắm giữ." Đầu viêm thác rủ xuống, cổ và xương sống không còn sức giữ, toàn thân ngã xuống đất. Hắn nằm bên cạnh Nhiếp Cửu La, đưa tay ôm lấy nàng, một tay ôm eo, tay kia nhẹ nhàng che sau ót nàng. "Làm sao để nàng tỉnh lại nhanh?" Ấn Độ giáo nói thế giới là giấc mộng của thần Phạm Thiên tất cả sống trong mộng của hắn, chỉ cần hắn tỉnh, mọi thứ sẽ tan biến. Nếu đây không phải giấc mộng của hắn, vậy hắn hy vọng là mộng của Phạm Thiên, để khi tỉnh dậy, tất cả sẽ tan biến. Người phụ nữ kia lẩm bẩm tự nói, giọng nàng vang vào tai hắn. Nhếp cửu la, tịch tịch, không phải, ngày 4 tháng 9, cửu tứ. Thân thể hắn lại bị nắm chặt, giọng nói hung dữ vang bên tai, ba ba của nàng có phải là nhiếp Tây Hoàng? Nhếp Tây Hoàng đâu? Thật quá ồn, muốn ngủ cũng không được yên. Viêm thác mở mắt, nhìn lạnh lùng vào người phụ nữ kia, rồi đập đầu vào đầu nàng. Cú va chạm khiến người phụ nữ lảo đảo, còn viêm thác thấy sao kim loạn lắc, hắn cười khục khặc rồi ngất xỉu. Viêm thác vừa đi, trong huyệt động liền yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy. Dư dùng lo lắng nhưng không biết nguyên do, nàng tìm thuốc nhưng nhận ra thuốc đã ướt hết. Phùng mật cười lạnh, các ngươi thật nghĩ mình sẽ sống sót. Đại đầu tức giận, người im miệng. Phùng mật cười khẩy, ta kể chuyện xưa để kéo dài thời gian, nghe tiếng gì lạ không? Dư dùng khẽ giật mình. Thật sự có tiếng bạch đồng quỷ, rất có lực xuyên thấu. Phùng mật hét, ở đây, tất cả ở đây. Dư dùng nhìn ra, thấy bạch đồng quỷ và kiêu quỷ đang lao tới, hoàng hàng lớp lớp. Phùng mật cười, "Để các ngươi sống, mẹ nó chứ, các ngươi mơ hay thật." Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 140. Viêm Thác mơ màng, cảm giác thân thể đang bị lắc lư. Không phải kiểu lắc lư trên nước mà là lắc lư không đứng yên, không thoải mái, không an ổn. Anh cố gắng vài lần mới mở mắt ra được. Trước mắt là một đám u bích sắc mơ hồ, hiện ra chút ánh sáng nhè nhẹ. Nhớ lại đây là đá dạ quang, đi đến nửa đường của thanh nhưỡng thì luôn nhìn thấy loại đá này, thời xưa dùng làm đèn đêm, sau này, khi vào sâu hơn, ánh sáng này không còn, muốn nhìn vật phải dựa vào đèn pin hoặc nguồn sáng khác, sau đó, chỉ còn duy nhất đôi mắt của bạch đồng quỷ là sáng. Có ai đó đang cõng anh đi? Đây là ai? Viêm thác khó khăn xoay mặt, cảm giác má mình chạm vào một cái đầu chọc, vô thức thốt lên, dư dung. Đúng là dư dung. Nghe thấy Viêm Thác lên tiếng, cô dừng lại, khuỵu chân rồi đặt anh xuống, sau đó xoa vai và cổ, rồi ngồi xuống, cuối cùng người cũng tỉnh, mệt chết ta, nặng quá. Viêm Thác đầu óc nở, cảm thấy mờ mịt. Chuyện này là sao, vẫn là mơ sao? Tại sao từng đoạn lại bị cắt đứt, hoàn toàn không ghép lại được. Anh đột nhiên nhớ ra, A à La đâu? Dư dùng a à lên một tiếng, không thấy. Cái gì gọi là không thấy? Viêm thác lập tức bật dậy, làm mạnh quá, lưng đau nhức như bị lửa đốt, mắt đen lại, a à la luôn đi cùng ta mà. Dư dùng liếc nhìn anh, ngươi nằm mơ à, khi ta tìm thấy ngươi, ngươi nằm một mình trên đất, dưới người là vũng máu, ta tưởng ngươi chết rồi, may mà còn thở. Dư dung bị phùng mật ôm rồi cùng nhau rơi xuống giản thủy. Khi đó, phùng mật không muốn sống, hoặc nghĩ chỉ cần không gặp bạch đồng quỷ hoặc điên đao thì sẽ sống lại, nên Liều Lĩnh tìm cách sống sót, dựa theo suy nghĩ chết cũng kéo theo, chọn ngay Dư Dung bên cạnh. Chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người không kịp phản ứng, chỉ có Tôn Chu đã hóa thú, phản ứng cực nhanh, xông lên cứu chủ, muốn tóm lấy cô. Nhưng hai người rơi nhanh quá, Tôn Chu chỉ còn một tay, không có sức, không những không cứu được cô, mà còn bị kéo xuống cùng rơi vào giản thủy. Giản thủy rào rạt, ba người tách ra ngay lập tức. Phùng mật chọn Dư Dung cùng chết là sai lầm, thật ra trong nhóm, người bơi giỏi nhất là Dư Dung, trước đó cô luyện ngạc ở Đông Nam Á, bơi lội thành thảo, lại đã xông qua nhiều trận sóng cuồng, trong giàn thủy, cô còn chống cự tốt hơn viêm thác. Cô thở dài, ta sợ đồng quỷ xuống nước bắt người, nên dưới nước đã đóng hơi, nhưng dòng nước quá mạnh, bị cuốn đi, cố lên lấy hơi, ta nhìn thấy ít nhất 7-8 bạch đồng quỷ, đã chặn ở cửa hang. Nê Bồ Tát qua sông cũng khó bảo toàn, cô không để ý tới người khác. Giống viêm thác, dư dung cũng không thể bơi đến bờ, thân thể như con quay, bị dòng nước đẩy tới đẩy lui, sau đó bị sặc nước. May mà trời thương, khi kiệt sức, nằm úp mặt lên một tảng đá nghiêng ra bên cạnh, dốc sức bình sinh leo lên. Cũng không biết bị cuốn đi bao xa, khi lên được thì mắt tối đen, mất đi. Khi tỉnh lại cũng không biết mình ở đâu. May mà túi đồ còn dùng được, ta men theo bờ sông giản thủy một đường trở về tìm. Tìm lại cái huyệt động ban đầu mọi người ẩn nấp thì đã không còn ai. Nhớ lại cảnh tượng bạch đồng quỷ chen trúc ở cửa động, dư dung cảm thấy không cần hy vọng tìm lại hình thâm và những người khác. Ta không cam tâm, quay lại phong hòa đài, muốn xem có gặp được đồng đội lạc nhau không, ban đầu còn lo lắng, sợ xảy ra chuyện. Nhưng trên đường, không thấy địa kiêu, kiêu quỷ, bạch đồng quỷ. Đi qua đi lại tìm vài lần, cuối cùng gặp ngươi nằm đó không động đậy. À, còn có con dao rơi trên đất. Nói, Dư Dung rút thanh thủy thủ của Nhấp Cửu La từ thắt lưng ra, ném cho Viêm Thác. Viêm Thác không đón nhận, không còn sức. Anh nhìn thanh thủy thủ rơi trước mặt, ta nhớ A La phải ở bên cạnh ta chứ. Dư Dung nói, bị bắt đi rồi. Bị bắt đi? Qua giản thủy vào khe hắc bạch, xuống lòng đất sao? Viêm thác run rẩy đứng lên, lảo đảo đi về. Dư dung mồi nhìn, không cản lại. Người đi đâu, không cần phải xem nữa, ta đã xem mấy lần rồi. Dù bạch đồng quỷ có đi, nhưng lỡ quay lại. Người không dễ dàng để ta cứu ra sao? Đừng lại cắm đầu vào rắc rối, để ta lại cõng lần nữa. Nhìn lưng ngươi mà xem, xé ra xé lại, xương cũng lòi ra rồi. Nhanh đi gặp bác sĩ đi, không ta thấy ngươi không sống lâu được. Là hết xong, dư dung lười hô nữa, cô ngửa ra sau, tay gối đầu. Quá mệt, phải nghỉ lấy sức, rồi lại đi cứu đồ đần chưa từ bỏ ý định kia. Viêm thác cuối cùng không thể quay lại bên giản thủy. Một là không biết đường, càng vào trong càng thiếu ánh sáng, hai là do cơ thể, anh ngâm mình trong giản thủy, sau đó lưng bị thương, lại ngất đi lâu mùa này ngủ không đắp chăn đã cảm huống chi là vào nước lạnh như chết dư dung nghỉ ngơi đủ rồi một đường tìm tới viêm thác anh đã sốt nóng lạnh mặt đỏ mồ hôi ướt đẫm người thì co giật cơ thể khi lạnh khi nóng dư dung thở dài nói viêm thác nếu ngươi muốn chết ở đây cứ hành hạ mình ta mất nhiều bạn bè như vậy không cần tiếc mạng ngươi ta không phải nhấp nhỉ sẽ không tiêu hết sức cứu ngươi cùng lắm là kéo ngươi một cái nếu muốn sống sau này còn có cơ hội quay lại đây giữ tinh thần đi theo ta ra ngoài ta cũng chưa thoát hiểm lời nói đến đây thôi ta đi trước đi chậm để ngươi theo kịp quá xa thì không đợi ta cũng lạnh run đói đến hoa mắt không có hứng giúp người khác nói xong cô đi viêm thác run lẩy bẩy bò dậy lưng đã không còn cảm giác anh đưa tay chạm thấy nhựa cây máu đã không còn chảy chỉ còn nhiễm trùng mưng mù lời nói của dư dung không sai anh dù có sông về giản thủy cũng chỉ là tiêu hao bản thân không làm được gì viêm thác nhìn vào chỗ sâu trong bóng tối anh cần sống rồi quay lại anh lảo đảo theo sau dư dung nhiều lần ngã lăn rồi lại đứng lên lần cuối cùng dư dung quay lại đỡ anh nói đi thôi đường về kim nhân môn không suôn sẻ dư dung cũng không biết đường cô chỉ biết đi về hướng có ánh sáng Nơi có nhiều giả quang thạch Nhưng thanh nhưỡng rất lớn Kim nhân môn có bốn cái Mỗi cái cửa cách nhau rất xa Lâm hỉ nhu tìm thấy lối ra đường hầm Còn ở tận du đường huyện Đủ thấy phạm vi rộng thế nào Cuối cùng có lẽ đi nhầm hướng Họ lạc vào mê trận giả quang thạch Viêm thác càng ngày càng tệ Dư dung cũng không khá hơn Cô khóe hơn viêm thác nhờ không bị thương Tinh thần còn tích cực Nhưng tích cực cũng không thắng Được đói khổ lạnh lẽo dư dung không biết đã qua bao lâu chỉ biết mình đói đến xanh mắt một đôi mắt như muốn rớt ra ban đầu còn có thể đỡ viêm thác đi sau là tựa nhau đi cuối cùng cả hai đều đổ gục ngất đi rồi lắc nhau tình viêm thác không rõ bao nhiêu lần bị dư dung lắc tình hai người đối mặt mệt mỏi đều nhìn thấy sự chật vật của mình trong mắt đối phương dư dung cười khổ không biết đến đâu rồi chuẩn bị tốt nhất hy vọng xấu nhất người có di ngôn gì không thừa dịp còn sống nói đi dựa vào trạng thái hai người cô cảm thấy mình có thể chết trước viêm thác nhìn cô ta còn chưa tìm được a la ta không thể chết dư dung bật cười cô không muốn tưới nước lạnh lên viêm thác chỉ là quen nói thẳng ngươi thiêu đến như khối than chúng ta bản nha thôn có câu sọ não cháy hỏng gọi là mã hàm tử ta thấy ngươi chỉ kém một chút ngươi có nghĩ tới dù đến kim nhân môn ra khói rừng cũng mất một hai ngày kim nhân môn chỉ có tước trà và tôn lý còn không biết họ bình thường hay không coi như bình thường ai có sức kéo ngươi ra viêm thắc nói ta sẽ không chết nhấp cửu la không có người thân nếu anh chết không ai tìm cô nữa anh không chết sọ so não không thể cháy hỏng anh phải tỉnh táo mà sống trở lại anh chậm rãi góp chút khí lực bàn giao dưới này không có tín hiệu, ta và Ala thường ngày vật dụng đều ở trên. Người tìm điện thoại của ta, trong danh bạ có người tên Lữ Hiền. Gọi điện vệ tinh cho hắn, nói tình hình của ta, để hắn mang đủ dược phẩm thiết bị, đuổi tới sơn lâm miệng chờ, hoặc người cung cấp lộ tuyến, để hắn thuê người dẫn đường vào trong. Hai bên gặp nhau, tiết kiệm thời gian, hắn không tồi, nhưng tham lam và nhát gan, không đến thì dọa, sẽ đến. Dư dùng máy móc nghe, bụng liên tiếp kêu rột rột. Viêm thác có phải quá lạc quan không? Bây giờ mà còn nghĩ tới bác sĩ, cứu hộ. Cô chỉ muốn ăn gì đó, có khối bánh mì cũng tốt. Viêm thác tiếp tục nói, giọng bình tĩnh, nếu ta không may, chết sớm, chết khi chưa thấy được hy vọng, thì người có thể ăn ta. Dư dung giật mình, cả người dọa tinh thần, ngươi nói nhảm gì. Liền ngươi thối thịt ta hạ miệng rồi sợ hãi lẩm bẩm ta ăn người ăn ngươi vậy ta khác gì địa kiêu địa kiêu ăn người còn lên được thiên tính cô hạ miệng còn là người sao viêm thác cười nhẹ bàn giao di ngôn thừa dịp ta còn sống để ta nói đầy đủ nếu ngươi qua không được thì chết đói nếu thực sự đói muốn sống chỉ có thịt ta thì có thể ăn ta trao quyền dư dùng im lặng đưa tay ngăn bụng kêu trên thân nổi da gà Viêm thác tiếp tục, người nếu cảm thấy ăn ta khó chịu, thì giúp ta làm chút việc. Một là, chôn ta cạnh khe hắc bạch, hai là, giúp ta hỏi thăm Ala ở đâu, trước mộ phần nói một tiếng. muội muội ở đâu, ta đã biết, Ala, ta chết cũng còn lo. Nói đến đây, nghĩ lại không có gì cần nói thêm, đã giao phó xong. Nói nhiều vậy, viêm thác quá mệt, nhắm mắt, trước mắt nhảy trắng. Mơ màng. Thấy mẹ Lâm Hỉ Nhu ngồi bên giường trại an dưỡng, bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt ôn nhu cũng đầy thê lương. Còn cha Viêm Sơn, đứng bên giường, vẫn bộ dạng bệnh nặng, môi mấp máy, như có nhiều điều muốn nói. Viêm Thác nói thầm trong lòng, cha, mẹ, phù hộ con, đừng để con chết, lần này, đừng để con chết. Viêm Tâm cũng thấy, nhưng chưa kịp nói câu nào. Còn A La, bỗng nhiên không có ngay cả bóng dáng cũng không. Lần này đừng để con chết, cho con thêm chút thời gian. Đang lúc ý thức tán loạn, nghe Dư Dung hết. Ai? Ai? Còn ai được? Gặp ai rồi? Viêm Thác lòng bỗng có chút hy vọng, khó khăn mở mắt. Dư Dung nghiêng đầu, nhìn phía trước, lưng cong, tay run, nắm chặt thanh thủy thủ của Nhấp Cửu La. Viêm Thác theo ánh mắt cô nhìn sang, nơi đó, phía sau một bụi cây cao có một cái bóng mơ hồ từ từ bước ra phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn